chào các bác và anh em nhá. Vâng, chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube của bên công ty Guitar chúng em. Và trong video ngày hôm nay thì bên công ty chúng em đang test và kiểm tra một combo karaoke để gửi đi cho anh Duy. Anh Duy anh ở thôn 2, Ba Trại, vâng ạ, Ba Vì, Hà Nội, và số điện thoại là 0912 300 119. Vâng ạ, theo như những cái buổi live stream của chúng em có lên combo thì anh Duy anh đã theo dõi và anh đặt bên chúng em một bộ combo gồm các thiết bị như là một đôi loa JBL model là G300. Và tiếp đến là một cục đẩy WeWood D500 dòng đẩy 2 kênh, công suất hoạt động lên đến 1000W cho một kênh. Và một chiếc vang cơ chỉnh số cao cấp của JAKM5FX. Và một chiếc, phải nói là một bộ, và một bộ mic không dây WeWood ED68. Vâng ạ, và một cục đẩy B32020. Và tổng giá trị của bộ combo này của anh Duy là 22.500.000 đồng. 22.500.000 đồng anh Duy nhá. 22.500.000 đồng thì bên công ty Gita chúng em có tặng riêng cho anh một món quà tri ân, đó là tặng cho anh một chiếc nâng tiếng CB600 mà anh đang nhìn thấy đây, cũng như các bác và anh em đang nhìn thấy đây. Giá trị của bộ combo gồm đẩy là 1, loa là 2, súp là 3, mic không dây là 4, vang là 5. 5 thiết bị là có giá giá lên đến 22.500.000 đồng. Thì chúng em tặng thêm một thiết bị nữa, đó là chiếc CB600. Vâng ạ, một chiếc CB600 đang trị giá là 1.750.000. Vậy nên các bác và anh em khi mua một bộ combo bên chúng em thì sẽ được tặng kèm những cái món quà rất là tri ân ạ. Tổng bộ combo này chỉ có 22.500.000 đồng. 22.500.000 đồng. Chúng ta có được những gì? Chúng ta có được nguyên một bộ combo như thế này. Vâng ạ, nguyên một bộ combo như thế này nhé các bác và anh em nhé. Ok, và giờ em sẽ đến để cho các bác xem, các bác và anh em cũng như anh Duy xem được chi tiết từng sản phẩm một. Đầu tiên là con súp nhá, đầu tiên là con súp B3. Con súp B3 này là phiên bản mới nhất hiện nay, được trang bị cả cổng đánh súp hơi với tông chủ đạo màu đen và mặt trên kính sáng bóng rất là sang trọng nhá. Bát 30, bát đối đất. Vâng ạ, tiếp đến là đôi loa JBL G300. Dòng loa JBL G300 này là dòng loa 5-way, 5 đường tiếng. Và sở hữu cho mình hai bát 25 dòng bát điện. Vâng ạ, không phải bát cộng hưởng mà là bát điện. Nó sẽ hỗ trợ cho nhau để đưa được cái dải bát ra rất là uy lực và mềm mại. Tiếp đến là khoang ở bên trên thì sẽ được trang bị cho mình hai con chung 14,5 và 4 con chép. Chính vì vậy cái dải chung và dải chép cao của nó rất là tơi và sáng. Tiếp đến là dàn máy của chúng em. Dàn máy của chúng em thì có những thiết bị như là một đẩy D500 dòng đẩy 2 kênh chính hãng của WeWood, công suất hoạt động lên đến 1000W. Và một chiếc vang KM5FX, một con vang số chỉnh cơ huyền thoại KM5FX. Và một bộ mic cao cấp không dây ED68. Và chúng em tặng tri ân luôn một chiếc, tặng tri ân cho anh Duy bộ combo này một chiếc TD CB600 trị giá lên đến 1.750.000 đồng. Mộng quá hời luôn khi mà các bác và anh em đặt hàng bên công ty Gita chúng em. Cũng như anh Duy đã, anh đã nắm bắt được cái cơ hội vàng này. Khi chúng em livestream chúng em có tri ân những cái món quà đi kèm thì anh Duy anh đã đặt luôn một bộ combo này chúng em. Và em sẽ kiểm tra chất lượng xong rồi anh sẽ cho nhân viên đóng hàng để gửi về trên Ba Vì cho anh Duy. Ok, em sẽ cố định cái máy quay vào để em tăng volume lên một chút, xong em sẽ chuyển sang karaoke để chúng ta cùng nghe và đánh giá chi tiết về bộ combo này nhé. Ok, và sau đây xem sẽ chuyển sang test một đoạn karaoke.
Em xin mời anh Duy cùng các bác và anh em thưởng thức một ca khúc Hát Nữa Đi Em. Tiếp theo bản phối của nhạc trống nhá, để cho nó sôi động. Ngà bóng dừa bên đường mòn hải đường.
và giờ em sẽ dừng video để chuẩn bị đóng hàng để đi cho anh Duy. Em xin thay mặt bên công ty Zika Audio xin chân thành cảm ơn anh Duy và xin kính chúc anh Duy và gia đình có thật nhiều niềm vui sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhất. Và mọi chi tiết thắc mắc cũng như là tư vấn lên cấu hình các bác anh em có thể liên hệ tới công ty Zika chúng em. Luôn luôn có những sản phẩm tốt và đi kèm là những cái hậu mãi và những món quà tri ân vào dịp cuối năm này. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.